Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì có một số bạn hỏi mình đến này này. Ví dụ như là nhà bạn có một cái cục phát wifi mà bạn để ở xa cái chỗ bạn làm việc hoặc là xa cái phòng của bạn ấy. Rồi bạn có một cái laptop và bạn đang sử dụng một cái sợi dây mạng bạn kéo vào, hoặc là bạn có thể là bạn đang kết nối wifi vào cái laptop đó luôn. Thì các bạn cũng biết là máy tính ấy, cái độ mà kết nối wifi của nó thì có vẻ là nó sẽ ngon hơn là trên điện thoại đấy. Thì ví dụ như là cái laptop này của bạn, bạn đang sử dụng một sợi dây mạng bạn cắm vào để bạn xài internet, hoặc là có thể là bạn kết nối wifi luôn, thì sử dụng rất là ngon đúng không? Nhưng mà ví dụ như là bạn có một cái điện thoại, cái tivi hoặc là bất cứ thiết bị nào đó sử dụng wifi muốn kết nối với internet, nhưng mà do là cái khoảng cách nó xa quá hoặc là nó có quá nhiều cái vật cản, đâm ra là cái tín hiệu nó bị yếu, bạn vào mạng nó bị chập chờn, nó không ngon. Thì cái cách nào mà để giải quyết được cho nó được ngon lành thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm nhé. Rồi, ví dụ như là trong trường hợp mình có một cái laptop thế này, mình xài trong phòng, mình cắm dây hoặc là mình sử dụng wifi thì cũng được. Và các bạn đều biết là những cái laptop ấy, cái độ bắt sóng wifi của nó khá là ok, nó tốt hơn điện thoại rất là nhiều nha, trừ khi bạn xài cái laptop mà cùi quá thì không biết. Nhưng mà thường thường ấy, những cái laptop cái chất lượng của nó, wifi của nó rất là tốt đấy. Hoặc là bạn đang xài dây như này nha thì nó rất là ngon lành rồi. Thì ví dụ như bạn có thêm một cái điện thoại giống như mình đây đó, mà bây giờ máy tính thì vào mạng ok mà điện thoại thì không ok, điện thoại nó bắt yếu quá, nó vô không ngon đấy, thì các bạn sẽ làm như sau nha. Rồi, ví dụ như là ở đây mình đang có một cái máy nó chạy cái Windows 10 thì bạn sẽ làm như sau nhé. Bạn sẽ vào bên trong cái setting này, setting. Bạn tìm đến cái phần là Network and Internet này, bấm vào. Bạn tìm đến cái phần là Mobile Hotspot nha, Mobile Hotspot bấm đây. Rồi, bạn sẽ on thằng này lên nha, nó đang off, mặc định là Windows 10 đang off, bạn sẽ on lên. Đấy, on lên thế này. Rồi tiếp theo ấy, ở cái chỗ này này, bạn sẽ thấy nó có phần là Network Name và Network Password. Thì vì cái này mặc định của nó sẽ lấy cái tên của máy tính hiện tại. Và mặc định password của nó thì nó lằng ngoằng lắm, cái này mình đã xài rồi cho nên mình đổi thành này này. Các bạn có thể thay đổi lại bằng cách là bấm edit vào đây. Thì cái này các bạn có thể đổi tên máy nha, ví dụ ở đây ví dụ mình là đổi là Dell chẳng hạn đi, đổi Dell đi, Dell. Rồi cái password thì mình cứ để là 1 2 4 5 6 7 8 9, các bạn có thể thay đổi cái nào tùy các bạn. Sau đó các bạn nhấn save. Rồi bây giờ là các bạn đã có thể sử dụng được rồi. Ok, mình sẽ test cho các bạn xem thử nha. Rồi, sau khi mà mình đã config trên máy tính này xong thì mình sẽ lấy một cái điện thoại cùi bắp ra để mình kết nối vào thử xem sao các bạn nha. Và các bạn nhớ cho mình, khi mà các bạn sử dụng ấy thì các bạn nhớ, các bạn đừng có tắt cái thằng mà setting này đi nha. Các bạn nhớ phải lúc nào mở cái thằng setting của Mobile Hotspot lên, các bạn đừng có tắt đi nha. Đấy, đây này, mình đang mở lên này, Mobile Hotspot này, các bạn đừng có tắt đi là nó sẽ bị tắt mất cái on này luôn á. Các bạn luôn luôn phải mở cái thằng này lên. Các bạn có thể là ẩn cho nó xuống dưới đây này, ẩn nó xuống dưới đây này, không sao hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại của bắp, mình kết nối cho bạn coi. Đây, kết nối vào này. Mình sẽ kết nối wifi nha. Đây các bạn, wifi này. Đấy các bạn thấy chưa? Đéo. Rồi, chọn vô. Mật khẩu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, sai rồi. Lại lại. Hiện mật mã đi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, đéo, kết nối. Ok, đã kết nối vào. Kết nối không? Ok, đã kết nối với đéo. Rồi, xuống nha. YouTube lên coi thử coi. Đấy bạn thấy không? Chạy phà phà như con gà. Chạy phà phà như con gà luôn các bạn nhé. Đấy, ngon lành này. Mình vào kênh Phú Online của mình đi, Phú Online này. Đấy, thấy chưa? Hôm nay có nhiều cá sấp rồi. 10 chấm 10.200 ha, 10.200 người đăng ký rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ mình nha.
Đấy, thấy chưa? Chạy phà phà luôn này. Bật một video coi thử. Đó, thấy chưa? Chạy ngon lành chưa? Chạy rất là ngon, chạy phà phà như con gà liền. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy. Thì cái cách này á, nó sẽ giúp cho bạn là khắc phục được cái tình trạng là điện thoại bắt đến cái cục wifi nó quá xa, làm cái tín hiệu nó yếu. Bạn sẽ nhờ cái laptop này để tăng cái tốc độ wifi lên ha, tăng cái chất lượng sóng lên thì sẽ giúp cho bạn sử dụng internet tốt hơn. Rồi, ok. Xin chào các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong một cái tip nhỏ giúp cho bạn có thể khắc phục được cái tín hiệu mạng wifi khi mà bạn đang ở trong một cái phòng hoặc là bất cứ một cái nơi nào đó ở trong nhà của bạn mà nó bị khuất cái mạng wifi quá đấy, mà nó không kết nối được tốt, thì bạn có thể sử dụng cái chiêu này để bạn làm nha. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.